À, mình quen những người bạn mà biết niệm phật thì nhớ là đa phần những người niệm phật là những người có phước báo cái phước báo lớn nhất của người niệm phật là thường an lạc và thường bình an nhớ nghe. nếu như mình quen được nhiều người bạn bình an thì chắc chắn cái bình an nó cũng lan tỏa ngay mình nên cái người niệm Phật là người rất có phước, rất bình an. Mà mình quen rất nhiều người bạn có phước, thì tức khắc phước báo mình cũng phát triển theo. Tại vì cái phước báo nó nương vào cái nhân phước để phát triển mình luôn quý vị. Nhớ kỹ nha. Và những đức công nhận là cái phương pháp lễ Phật này hay. Cái phương pháp lễ Phật này nó tích tụ một nguồn năng lượng cực kỳ cao. Vì tin rằng là từ sáng hôm qua nghe mà cho tới giờ này luôn như Đức ngủ chắc được một tiếng hồ một tiếng bởi vì biết rằng là khi con người nó rất mỏi mệt cho cái vị mà lên lễ phật tại vì không lên tu không được khi lên lễ vật rồi một, lễ một thờ rồi là con người thật sự có vật hiệu này vô cùng sảng khoái vị à, nếu như quý vị cảm nhận được điều này tuyệt vời lắm và tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao luôn làm cho đó quý rất tỉnh táo nếu như mà một con người mà thường niệm phật lễ phật chắc chắn quý vị sẽ có một nguồn năng lượng cực kỳ cao đối với chúng ta và độ ốc rất minh mẫn rất sáng suốt ừ. hay nên cái phương pháp lễ phật này là phương pháp y học nữa. nếu như những người già nhất mình khó chịu phương pháp lễ phật này cũng trị được cái bệnh đó luôn Chị được cái bệnh mình nhức mình nhức mỏi rồi khó chịu. Nếu như chịu niệm Phật là dễ tích. Chịu niệm Phật là dễ tích. Nó giống như có cái câu kia cô gặp như đứa cô nói một câu rằng thầy biết rằng lúc trước chồng cô nói một câu cũng cự lên một câu chồng cô nói một câu cô cự lên một câu nè nghe câu này những người mà bị bệnh này nghe nè con chả đũa lại thẳng luôn không bao giờ nhịn nhưng hay vô cùng từ khi mà nghe thầy nói chuyện rồi niệm phật lễ phật bây giờ chồng con la con con nhịn được hay chưa Đó. mà bây giờ con nhịn được ổng rồi bây giờ ổng lại sợ con ngộ ghê vị thấy chưa mình nhịn người ta rồi người ta lại sợ mình <laughs> Nó rõ ràng quý vị ơi Không phải mình chửi người ta mà ta sợ mình đâu Mà là mình nhịn người ta người ta mới sợ mình Tại vì mình nhịn người ta giết người ta không còn lời gì để nói mình nữa chứ Giống như Phật nói rằng là Khi người khác cho mình một món đồ Mà mình không nhận thì họ nhận Mình có quyền nhận món đồ Mình có quyền không nhận món đồ Từ đó mà một con người mà nói mình chửi mình gậy mình mà mình nhận thức cái những cái điều đó nếu mình sai mình sửa còn nếu mà quan ức mình niệm vật thôi từ từ tự nhiên chuyển hóa họ luôn hay vậy đó Mấy vị thấy vì thấy như như đêm hôm mình tu 12 hai giờ khuya nếu mà nói chuyện luôn là một giờ rưỡi đó tao phải vô nằm ngủ liền đâu đúng không cô trần lâm không phải dễ đâu <laughs> vô mà cũng dỗ dắt cũng bèo nhèo chứ không phải chuyện dẫn đâu thấy không như vậy mà cả ngày nay đó không tu đồ vô từ khóa tu đồ kích liệt luôn không mà cái cách hay mới thấy quý mấy... vị mà leo lên của ông sen ngồi tu được thấy cũng hay thiệt nha nhìn thấy tự nhiên trong lòng nó nó phái cái chuyện giảng sanh đúng không, vô cùng luôn quý mấy bà này cũng hay thiệt nha nguyên thủy này cũng hay thiệt chứ và làm hiệu ứng sao hay vậy leo lên xe mà ngồi và niệm phật và tu với cái bài gì đó bài gì đó mà bà... miễn hoàng. hoàng le le lên gì đó <laughs> 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 à. Thấy không? từ đó bà cũng leo bông xe vào tu mà tối bà tu cũng leo bông xe bọn người mua đồ trắng nhìn giống bồ tát quá thấy ông ngồi đứng bông xe ghê luôn Thấy không? bây giờ chúng ta đưa lên cái kế hoạch này. bây giờ tu đây là tu với công chúng trong cái chuyện đơn giản mấy ngàn á à. nên mấy bà lên tu mấy bà cũng phải là tóc tay đồ mấy bà kẹp đồ lên cho nó đàng hoàng gọn ghẹ để mấy bà tu mấy bà thấy cũng sáng sủa chứ không phải bèo nhèo đâu nghe tu này không phải là cái chuyện mà trước bằng thờ Phật có mình mình đâu mà tu này là để diễn cho bao nhiêu con người nhìn cái bị tu mà sáng sủa an lạc vui vẻ nữa chứ không phải mà bèo nhèo mà, tu mà te tua đâu không phải đâu Thấy không nên thấy đó... chưa nó tu sao mà càng tu mà càng muốn giảng sanh mà đã càng muốn giảng sanh thì nhẫn nhịn hết không có thấy thiệt thôi cái này nhìn lúc này nhìn, nhìn đức nhắc cái này suốt luôn đối với vị nhắc suốt luôn không nói lỗi người nè chấp nhận thiệt thòi vì muốn giảng sanh nè điều này là cái điều mà nếu mà mình làm được bởi vì sẽ thấy con đường tu mình có kết quả mà người thân bên cạnh ai cũng thương ai cũng thương hết những đức có một người chị dâu. Tế, biết không? Người chị này bất cứ chị gần ai, chị sống cũng được hơn. Gần ai người ta cũng thương hết, chị đúng có một cái tính tình như vậy. Nghe nè. Chị đúng một cái tính là quý vị biết, chị chịu thiệt thòi hết. Giống như cái tính chị là không cần phải cãi lại với mình, không cần phải hơn thua với ai. Dù la gầy chị, dù la quan ức chị, cái tâm chị cũng không cần thiết phải đối chọi với mình luôn nên bất cứ một người nào chỉ gần người ta là người ta thương chị chỉ gần người ta là người ta thương chị chỉ không tu gì nhiều cả Đó. nhưng mà được một cái tính tình cực kỳ đặc biệt như vậy ừ. nên hồi xưa mà khi mà chỉ phụ biết những đức như đức là em chồng mà những đức gây vậy chị rất là sợ những đức luôn Để biết mà làm cho bản thân mình phải cực kỳ thương chị luôn vì sao vì chị hiền quá mà mình rất thương chị mình nói rằng là ông anh mình mất sớm sao? sau này mà chỉ lớn tuổi mình mình nói cuộc đời mình nuôi chị luôn tại vì sao mình thương chị cũng như là mình thương người mẹ vậy? tại vì chị quá hiền mà chị rất giỏi mà chị rất hiền mà chị rất biết chuyện chứ không phải là cái gì? người hiền mà không biết gì không phải, chỉ rất biết chuyện, chỉ biết bên 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 chồng, bên mình chỉ biết rất là biết chuyện mà chỉ rất là hiền mà chỉ chịu thua thiệt mọi người hết. Tính đặc biệt vô cùng. Gần ai, chơi với ai người ta cũng thích hết. Đó. Nếu mình tu mà mình phát được một cái tính đó thì thôi quý vị biết, độ người thân hết. Độ người thân hết. Nên cái cái mà không nói lỗi người Chấp nhận thua thiệt à. Đây là một phương pháp độ sanh tuyệt vời nhất Mà người ta phải cảm thấy là khâm phục khẩu phục quý vị luôn Chứ không phải là người ta nói mình ngu đâu Phải nói là sợ mình luôn á Tại vì người ta không thể nào làm được cái điều mà kinh khủng đó đâu à. Nên mình niệm Phật làm sao mà mình phát được cái tâm đó quý vị Bây giờ chúng ta bắt tay vào cái việc mà Bây giờ làm vợ người ta bây giờ không có cần thiết phải phải nói rằng là bây giờ mình thiệt thòi với chồng mình gì nữa chứ. Bây giờ nếu thật sự muốn giảng sanh thì cực lạc. Đừng có nói mình thiệt thòi với bên chồng hay chồng gì nữa chứ. Họ muốn đối xử với mình như thế nào cũng được thì gì thì sao. Mình đem cái mạng này mình ký gỡ cuộc đời này để về cực lạc luôn. Tại vì có tranh đấu hơn thua gì thì cuối cùng cuộc đời gì. Mấy mươi năm ngắn ngủi rồi chết đi. Hãy là một người vợ tuyệt vời. Dù khổ đau cỡ nào cũng cảm thấy không khổ Vì sao Vì tương lai Phật hay là đem đài sen xuống Rước mình về cực lạc Nó giống bây giờ bà Nguyên Thủy bà ngồi trên qua sen là bà muốn giảng sanh đó Đã là bà muốn giảng sanh rồi Thì bây giờ bà chịu thu thiệt hết Bà không thấy thiệt thòi gì á Nó Vì nó nghe mà Không có việc gì làm mà niệm Phật hoài Đố mà đói Bà mà đói thì nuôi bà luôn Nó thiệt luôn <laughs> Đố mà cái người niệm Phật mà đói Xin thưa quý vị Thử đi quý vị thí nghiệm thử đi Ngày nào quý vị cũng tu năm thờ năm thờ đi Không bao giờ quý vị đói Tại vì sao quý vị biết không Cái người bạn niệm Phật quý vị đa phần là những người cực kỳ có phước Trong cái số lượng những người niệm Phật này Đa phần là người không khổ đâu quý vị Họ không có đến nỗi là khổ đâu Họ nuôi một mình mình không có ăn thua gì chứ Mà không người này hộ trì người khác hộ trì quý vị liền uhm. Không có nhà này cho vì ở Nhà khác sẽ mời vì đến ở Lạ như vậy Nên Hòa Thượng Tình Không nghe nói rằng Cái người niệm Phật là người đại phước báo Vì gặp một người niệm Phật quý vị nên cúng dường cho họ Và hỗ trì cho người này Những đức nói với quý vị nghe nè Ở trong chùa không được Thì ở ngoài niệm Phật Ở trong chùa niệm Phật không được thì ra ngoài niệm Phật Ra ngoài mà chăn thật niệm Phật Bao nhiêu con người muốn rước quý vị về nhà Ừ, Quý vị tin 100% quý vị mà chịu niệm Phật đi Người ta thích cướp quý vị về nhà Ai cũng muốn cướp quý vị về nhà chứ nghe Nà, quý vị giống như một là cô dâu dễ thương vậy đó Ai cũng muốn đem kiệu đến rước quý vị gì hết trơn á Cái này là rõ ràng luôn Nếu quý vị chịu tu nha, Chịu tu Nếu quý vị không chịu tu Người ta có rước gì Người ta cũng muốn đuổi quý vị đi nữa. Tại vì người ta rước gì rồi người Không thấy bị tu hành gì hết Có ngày cứ lông nhông khơ khơ khơ, khơ không chịu tu thì người ta muốn đuổi mình đi luôn còn nếu như quý vị về nhà người ta mới bị chịu tu nghe người ta mừng vô cùng và người ta thật sự người ta rất quý quý vị luôn còn người khác cũng muốn rước quý vị về nhà ai cũng muốn đem kiểu đến rước quý vị về tại vì sao vì quý vị chịu tu ở nhà người ta nhà người ta mà có một người tu thì cái nhà người ta nó bừng sáng lên luôn vậy đó. nó làm trong gia đình người ta giống phước báo lên vậy đó không phải giỡn đâu ừ. nên ai mà thất nghiệp cứ niệm phật đi đây chưa chắc là khổ đâu quý vị chưa chắc là khổ đâu tại vì sao cũng có cơm ăn áo bạn à đừng có lo nên mình là người biết tu nghe quý vị tuyệt vời lắm giống như bây giờ bên ngoài trời đang mưa gió này kia mình tu tập xong ngồi nói chuyện phật pháp à, không đến nỗi khổ đâu nó đức thấy mà những gương mặt thân quen tu mỗi ngày những đức này những đức thấy rất rõ ràng quý vị nhìn trong màn hình thôi nghe mà mỗi một người nó có một cái 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 vẻ sáng sủa khác nhau ai cũng có duyên phước lạ kỳ Đó. ông cụ và cụ này biết niệm phật thì con cháu đứa nào cũng thương không cần nói nó một tiếng nào á, nó gặp nó cứ cho tiền bỏ túi hoài còn không niệm phật ở cái nhăn 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 nó gặp nó gặp đầu này nó tránh đầu khác nó gặp đầu khác nó tránh đầu kia nó gặp mình là nó chố còn mình mà lo niệm phật mà mình dễ tính là nó gặp mình nó sáp lại gian thật sự mà ai cũng thích thật sự mát mẻ quý vị ơi không ai mà thích mà gặp mình mà nóng bức đâu nên người ta thương mình là ngay cái chỗ người ta gặp mình là người ta thấy vui à người ta gặp mình là có nụ cười à nó, bây giờ những đức nó thật sự bây giờ rất nhiều người người ta muốn gặp những đức quý biết ờ chứ không phải chuyện giỡn đâu người ta thích gặp những đức mà người ta gặp là người ta vui á tại vì sao vì mình có cái năng lượng làm cho người ta vui chứ mình đâu có đòi hỏi có cứ cái gì với người ta đâu nó sống chảy lòng sống thoải mái sống an lạc biết đủ thường vui nó đặc biệt chưa nó, bà hoàng mới ngồi những <laughs> môn xe ngon lành cố gắng <laughs> không nên, uh, gì quang 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 nên từ nơi đó mà siêng năng niệm phật như bà nguyễn vui vui vẻ đấy chưa nó cứ mà niệm phật vậy đó cứ mỗi ngày niệm phật lễ phật vậy đó mà sống những ngày tháng tuyệt vời những cái bệnh nho nhỏ những cái buồn nho nhỏ biến mất rồi tới tiếp tục những cái túc nghiệp khổ đau từ từ cũng biến mất luôn có nghĩa là cái khổ đau trong cõi đời từ từ biến mất luôn mà sanh tới về thế giới cực lạc luôn nó đặc biệt chưa cứ niệm vật lễ vật đi những đức nó một nguồn năng lượng một nguồn một cái nguồn năng lượng tuyệt vời rất là lớn tích tụ được cho chúng ta con người mà quý vị biết có, có, có ngủ ngay rồi không ngộ nghe quý vị tu nhiều nghe quý vị ăn ít ngủ ít nhưng mà ăn ngon ngủ ngon Hơ, lạ không ăn ít mà ngon ngủ ít mà ngon mà tỉnh kiểu này bởi vì đâu có tốn gạo nhiều đâu quý vị thấy ăn đến xịt à thấy chưa nó lạ lắm cái công đức niệm phật cái công vật hiệu này không đơn giản nó phải nói là công nhận là không đơn giản bởi vì phải nói là phải đủ thiện căn mới tiếp nhận công vật hiệu này mà tiếp nhận rồi là mê luôn những đức nó thật sự quý vị tu với quý vị ghiền luôn á cái thời quá mà nhà đức đưa ra cái cho cái rum này tôi bị tu bảo đã 100 trăm một bị ghiền còn ai không ghiền là nghỉ tu thì <laughs> sao bây giờ Thấy không tu giết nhiều đây mà tu mà không ghiền nữa thôi đó, thì người này khỏi tu luôn đi tu nhiều đây mà nói là tu nhiều nữa thì thôi khỏi tu luôn nhiều gì nữa giờ có chút xíu à quý vị cứ nghĩ nè nghe một tiếng đồng hồ chút xíu qua tiếng bốn giờ phút chút xíu qua 40 phút nên không thời nào bỏ chứ nó không thời nào bỏ chứ nên những Đức nghĩ, nghĩ rằng những người mà được chồng hộ trì cho mà tu nghe, Ông đi làm kiếm tiền về ông lo đó nghe, quý vị là đại phước báo. Gặp ông về cái là nói vậy nè bà Trần Lâm. Gặp ông về là nói. Ngày nay tôi tu được mấy thờ chia cho ông nửa nghe, nha. Nên tự nhiên đặc biệt vô cùng. Tết năm nay quý vị ăn Tết tại nhà này là tôi tôi nêu lên chương trình thôi nghe còn quý vị tỷ vị chứ tôi đâu có ép ăn tết tại nhà năm nay Củ quyền thất tổ ông bà mình năm nay nè tại gia đình mùng <laughs> một mùng hai mùng ba nó tu xuyên suốt 12 giờ khuya đêm nào cũng tu nó, rồi lễ với di đà năm nay tổ chức đạo tràng không chung phát động chương trình này để lập lên một cái trang sử mới của cái, cái pháp tu này luôn trong thời đại 4.0 luôn thử coi sao nên thật sự như đức thấy ở đây là một cái pháp tu và đây là một cái 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 đạo tràng chứ không chung là phật a di đà sắp xếp với chúng ta và quý vị, vị càng ngồi suy nghĩ quý vị mới càng thấy cực kỳ phù hợp luôn đây là cái việc mà phật pháp, pháp thịnh vượng ngay cái đạo tràng chứ không chung này, này. vì sao quý vị biết không vì phật pháp, pháp cấm tại gia đình tại vì phật pháp, pháp là gì chúng sanh Bây giờ chúng sanh bận biểu ngay gia đình mà tu được Đây là Phật Pháp tịnh vượng Như những đứa, đứa thấy nhà của cô mà bé Tư là phước báo Nó thật sự Cha mẹ rồi con cháu gì tu tràn ơ Tu hết trơn Những đứa nói quý vị Không phải nhà cao cửa rộng gì Không phải giàu sang phú quý gì Nhưng mà lạ thay cái gia đình mà như vậy là gia đình có phước báo Trời ơi Rõ ràng luôn cha mẹ già mà tu hết chân rồi bả tu rồi con trai bả tu rồi con gái tu chị gái tu rồi bé gái tu bạn bè tu nó, nó cười xuyên suốt luôn mà nó mà sáng sủa mà thấy làm việc mà thấy 12 hai giờ khuya thấy ba lễ vật có khi những đức vô những đức thấy ba lễ vật mình ba bả lễ vật rồi một chút bả đi nấu đồ chai đặc biệt chưa nên những đức nói đây là đại phước báo nè nè đến đây là bà bà, 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 em tu kế mẹ còn đây là bà chị nguyễn thị Thu hà nó tham gia đình gia đình biết tu hết chứ hay chưa nó ở đây diệu hì diệu hỉ gì đó không cả gia đình bốn năm người tu hết chân đấy chưa nó giờ minh tâm gì minh tâm minh gì đó, ninh Thuận gì đó. nó ngồi tu tại gia đình tu hành gì nó dịu tịnh mà gia đình tu suốt luôn đó thấy không cứ vậy mà làm hoài vậy đó bởi vì thấy cái sự an là không bây giờ chúng ta bây giờ mỗi lần mà tu xong mà nói chuyện là cứ tán tháng câu vật hiệu hoài vậy đó những đứa nghĩ là chắc không có nhàm nữa vì giờ mình chưa về cực lạc mà tán tháng gì bây giờ cứ tán tháng câu vật hiệu hoài thì mình không có nói chuyện chuyện này chuyện kia năm trên năm dưới của người ta còn mình nghĩ rằng bây giờ nói gì nó 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 nó, nó nói hoài sợ nó nhàm nó lạc qua cái đề khác là nói chuyện tầm bậy rồi đó nói chuyện của thiên hạ đó. là tàu lao thấy không thôi bây giờ cái chuyện của mình bây giờ là muốn sanh cực lạc nè Bà liên thu nào bà. <laughs> hiểu không bây giờ muốn sanh cực lạc bây giờ nhắm ngay mục tiêu niệm phật sanh cực lạc đi đã quyết định sanh cực lạc là mấy bà làm vợ tuyệt vời đi chắc chắn là ông chồng nào bây giờ cũng nói, ông này bây giờ ông ra ngoài ông nói chuyện được á làm vợ cho tuyệt vời đi tại gia đình lo tu hành đặc biệt đi nào, lo tu hành rồi mấy bà làm vợ đặc biệt đi nghe nó làm chồng đặc biệt làm con đặc biệt đối với cha mẹ hai bên nhiệt tình hết mình lo lắng cứ nhiệt tình như vậy đi là tuyệt vời đối với vị nên là bữa nay chủ nhật cộng tu cũng rất đông những đức từ ngoài kia những đức chạy về ý quên ở đây tại chỗ này tu hành luôn <laughs> chạy lang thang mà nó thật sự mà nói cũng phải canh giờ tới giờ tu vô tu luôn không đơn giản quý vị ơi ừ. nên là nên cái gì cũng không có giấu được cái chân á nên là... Nên... không mà okay, ở đâu cũng được miễn là tới giờ lên tu quý vị thôi đúng quý vị không mà bây giờ như đức nói bắt cái cái đoạn cũ mà cho quý vị tu mà như đức đi lang thang có không được nha quý vị lương tâm không cho phép nghe nên bây giờ mà như đức mà bận cái gì bữa nào mà như đức bận như đức nói với vị là bữa nay bắt cái bài cũ Thí dụ như vậy Mà bây giờ là phải tranh thủ Không có bỏ buổi nào chứ nghe. Buổi nào mà bỏ chứ nghe. Vì ghiền rồi Ghiền niệm Phật rồi đó Hồi đó là ghiền, ghiền làm việc Bây giờ ghiền niệm Phật Thấy không? Thấy không Bây giờ là phải bắt tay vô việc Mà niệm Phật nè Tương lai mình gặp nhau Thế giới cực lạc nghe mấy bà Thấy không Tương lai gặp nhau thế giới cực lạc Thấy không Nhất định là phải gặp nhau thế giới cực lạc nghe ai muốn gặp nhau thế giới cực lạc đưa tay lên coi ừ. đưa hai tay hai chân luôn thấy <laughs> không Đừng quyết tâm gì thế giới cực lạc nghe quý vị thấy không nhịn hết nhẫn hết không nói tới này ai, ai nói với mình mình niệm ai với đầu vật không muốn nói ai gì không muốn hơn tôi với ai chứ thấy không rồi chúng ta hẹn gặp ở cực lạc vậy ơi ai với đầu vật ai với đầu vật Chúc vị an lạc nha. Ai về <laughs> à, Đạo Phật? Ai về Đạo Phật? Đạo Tràng Đức Thọ rồi ha. Phước Tịnh rồi ha. Chúc vị an lạc. nó hẹn gặp cực lạc vậy ơi. Ai về Đạo Phật?